Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu nhà cấp 4 siêu rẻ với giá dưới 100 triệu đồng, diện tích 40m2 nhưng tuyệt đẹp và đầy đủ công năng. Quý vị không hề nghe nhầm đâu ạ. Nào chúng ta hãy cùng đi vào phần chi tiết nhé. Đầu tiên là phần ngoại thất. Như quý vị thấy, các phần mặt tiền chúng tôi làm đơn giản với tông màu tím chủ đạo, kèm theo mái tả trang trí, làm cho căn nhà quý vị tuy rẻ nhưng không kém phần sang trọng. Phần mái này được chống bởi hai cột kiến trúc kích thước chân là 400x400 và thân là 300x300. Phần gỗ trên này chúng ta có thể dùng gỗ thật hoặc bê tông sơn giả gỗ, nhưng phương án bê tông sơn giả gỗ có thể đem đến sự tiết kiệm hơn cho quý vị. Phần chi phí dành cho phần máy thái này quý vị có thể cắt giảm, vì nó chỉ mang lại công năng là trang trí là phần lớn, còn lại là sẽ giúp che nắng mưa cho phần hiên trước. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với phần mái. Như mặt tiền quý vị nhìn vào thì sẽ không bao giờ thấy được mái thật của ngôi nhà này là bằng mái tôn, bởi vì chúng tôi đã dùng 3 lớp tường phần mặt tiền và phần hai bên hông để che lại. Mái tôn thì chúng tôi làm độ dốc về một hướng và có độ dốc là khoảng từ 4 đến 5 độ, khiến cho nước chảy rất là nhanh, không gây tình trạng nước tràn vào nhà, rất khó gây thấm vào tường. Bên cạnh đó thì với giải pháp cách nhiệt cho phần mái tôn đã trở nên phổ biến, thì phương án mái tôn có thể đem đến sự tiết kiệm chi phí tối đa cho nhà của quý vị đánh giá mặt tiền của căn nhà này như thế nào ạ? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị. Ok, đó chính là phần mặt tiền nội thất mà chúng ngoại thất tôi muốn giới thiệu đến quý vị. Sau đây thì tôi sẽ điên kích thước một số phần cơ bản nhất để quý vị có thể tham khảo cho căn nhà tương lai của mình. Chiều dài của căn nhà 8m, chiều dài là 8m. Chiều cao từ dưới sàn lên trên trần là 3m nha quý vị. Ok, chiều dài là 8m và bề ngang là 4m rưỡi. Vậy căn nhà của quý vị sẽ có diện tích rơi vào khoảng tầm gần 40m2. Đối với căn nhà 40m2 nhưng công năng thì không thể chê vào đâu được, chúng ta sẽ cùng xem phần không gian, bố trí không gian và bình bố phòng ốc như thế nào nhé. Ok, như quý vị thấy, khi bước vào ngay cửa thì sẽ gặp phòng khách. Phòng khách này cũng khá là rộng, bố trí được một bộ salon bằng gỗ và có thể chứa được 2 chiếc xe khi buổi tối. Quý vị có thể thấy, tôi sẽ đo phần diện tích của phòng khách này cho quý vị tham khảo. Bề ngang phòng khách là 2m8, 2m8 nhân cho 4m rưỡi. Đây, 2m8, 2m8 nhân 4m3, quý vị sẽ có diện tích là hơn 12m2, quá rộng cho một căn phòng khách của nhà cấp 4 giá rẻ với chi phí chỉ dưới 100 triệu đồng. Thưa quý vị, 12m2 cho một căn phòng khách. Chúng tôi bố trí thêm một bể cá để trang trí và lỗ thông thông gió để cho vào phòng ngủ nha quý vị. Phía bàn của phòng khách chúng tôi có bố trí một và cửa sổ nhỏ thôi, với chiều cao là 1m và cách sàn chiều cao cửa sổ là 1m nha quý vị, và cách sàn thì cũng 1m luôn. Đây, chiều cao của cửa là 1m và cách sàn 1m, chiều ngang của cửa là 600. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phòng ngủ. Bề rộng của lối đi là 1m, quá rộng cho một căn nhà cấp 4 nha quý vị. Hai người đi vẫn có thể được, bởi vì bề ngang của một người rơi vào tầm 60. Như vậy là rất là rộng nha quý vị. Tại quý vị thấy trong mô hình thì nó như vậy thôi, nhưng mà khi ngoài đời thì nó rất là rộng. Ok, bây giờ chúng ta đi vào phòng ngủ.
diện tích của phòng ngủ này. Điền cho quý vị xem luôn, đó chính là 2m5. 2m5 nhân cho 3m2 là diện tích của căn phòng này là 8m2. 8m2. Bởi vì ý đồ của chúng tôi muốn nới rộng phòng khách to nhất có thể, và phòng ngủ chúng ta tôi chỉ để một diện tích rất là đủ dùng thôi. Nhưng mà căn phòng rất là ấm cúng nha quý vị, vẫn có thể để được một chiếc giường với chiều dài là hơn 2m. Chiếc giường này hơn 2m, bởi vì chúng tôi vì chiều ngang của nó là 2m rưỡi, thì chúng tôi để cái giường hơn 2m thì khá là to. Và khi chúng tôi khi mà quý vị bước vào cửa thì sẽ có một cái tủ nhỏ này, một cái tủ đồ rất là rộng rãi và thoải mái. Xíu nữa chúng tôi sẽ có một phần quay nội thất rất là đẹp mà quý vị có thể xem rất là trực quan. Quý vị nhớ theo dõi phần tiếp theo nha. Sau khi chúng tôi đo kích thước xong sẽ cho quý vị xem luôn. Và cũng là trong phòng ngủ thì chúng tôi cũng bố trí một chiếc cửa sổ bằng với kích thước ngoài phòng khách luôn, đi chăng kích thước ngoài phòng khách để cho nó tiết kiệm được cái chi phí mà làm cửa nha quý vị. Bởi vì quý vị làm hai cái cửa sổ giống nhau thì chi phí nhân công mình làm họ làm nhanh hơn, nên là sẽ tiết kiệm chi phí. Quý vị sẽ cần có một cái rèm chỗ này nha quý vị, ngoài này cũng vậy, ngoài phòng khách cũng cần một cái rèm hoặc là cái màn gì đó để che lại. Bởi vì khi mà ánh nắng mà quý vị không thích, hoặc là không thích ánh sáng vào phòng hay là tối gì đó ngủ thì sẽ che cái màn đó lại. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xuống không gian tiếp theo, đó chính là phòng bếp. Phòng bếp thì cũng rất là rộng, với bề ngang là 2m3 và bề dài là 2m8. Chúng tôi quý vị có thể để một cái máy giặt chỗ này và sơ chế thức ăn cũng khá là rộng để sinh hoạt nhỏ dưới này. Vì có thể để thêm một cái bồn nước chỗ này nha quý vị, bởi vì khi quý vị lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra thì sẽ sơ chế bên này và đừng qua này nấu. Quý vị đừng có nên để cái không nên để cái bếp mà gần tủ lạnh và sau đó tới nước nha quý vị, bởi vì như vậy thì khi đưa vào sử dụng thì nó rất là bất tiện trong cái khâu sơ chế đồ ăn. Tiếp theo là vào bồn tắm và nhà vệ sinh quý vị. Hiện nay chúng tôi bố trí một tượng trưng cho quý vị là một cây vòi tắm, cái vòi nước và một cái bồn cầu. Diện tích cho phòng vệ sinh này là 2m3, 2m3 nhân cho 1m4 quý vị, là nó rơi vào khoảng là 3.2m2, cũng rất là rộng. Khi quý vị vào này thì xoay sở thoải mái nha quý vị. Đối với nhà cấp 4 thì như vậy là khá là tối ưu khi mà thiết kế như thế này. Ở trên phần WC và bồn tắm chúng tôi đã tận dụng luôn và làm cái bể chứa nước cho quý vị. Chúng tôi làm bể chứa nước luôn thì bắt buộc là chúng ta sẽ dùng cột gia cố để gia cố bốn phần này và làm cái bồn chứa nước, thì nước nó sẽ bơm trực tiếp lên này và sử dụng cho nhà vệ sinh và bồn tắm cùng với bếp, thì nó cũng khá là tiện và tiết kiệm được cái chi phí mua bồn nước và chi phí làm chủ để bồn nước cho quý vị. Nếu quý vị không thích thì có thể không làm cái hồ này, và làm vẫn đổ một tấm như thường, vẫn đổ một tấm và bỏ cái bồn nước lên trên này nha quý vị. Như vậy thì nó cũng hơi bất tiện xíu nhưng mà có thể là sẽ rẻ hơn. Hai quý vị sẽ đúc một cái tấm đan như thế này, mà đúc một tấm đan thì nó cũng và đặt bồn nước thì chúng ta cũng cần phải gia cố lực giống như là chúng ta làm cái bồn nước như kia, nên là chúng tôi khuyên quý vị nên làm cái bồn nước như kia để cho tiết kiệm chi phí nhất nha quý vị. Khi mà làm cái bồn nước kia thì quý vị cần phải làm công tác chống thấm khá là kỹ. Nếu quý vị đắp hồ dầu mà không kỹ, chưa tự tin thì quý vị nên mua thêm miếng chống thấm nha quý vị. Như vậy thì nó sẽ đỡ thất thoát nước, tiết kiệm chi phí và an toàn trong quá trình sử dụng. Và khi mà không thấm này, nó không thấm ra ngoài thì nó sẽ không gây cái tình trạng là meo móc ngoài này nha quý vị.
Ok, sau khi mà xong nhà bếp đi ra ngoài, đây là cái cửa thông ra ngoài để cho mình có thể phơi đồ hoặc là sơ chế thức ăn hay là làm cái gì đó ngoài này, cũng khá là tiện và thông thoáng khí cho nhà. Chứ nếu mà không làm cái cửa ngoài này thì nó rất là tù nha quý vị, tù túng nha quý vị, khí trong này nó sẽ không thoát ra được. Gió khi mà thổi vào cửa trước thì cửa sau nó không ra được, thì gió nó không thổi vào được cửa trước nha quý vị. Ok, đó là phần về công năng căn nhà. Quý vị có thắc mắc hay là có ý kiến góp ý gì thì hãy comment ngay phía dưới, chúng tôi sẽ giải đáp ngay lập tức nha quý vị. Bây giờ chúng tôi sẽ cùng đi vào phần vị trí mặt trời và phần nội thất chi tiết của căn nhà này để quý vị có cái nhìn trực quan hơn nha quý vị. What does perfect even mean? Is there even